Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Về đêm thì Hà Nội rất là mát mẻ và rất là thú vị. Hôm nay thì mình sẽ đi The View, con phố vẫy phố đèn đỏ tại Hà Nội cho tất cả anh em, vì sự nhiệt tình của anh em để lại là con em. Những câu hỏi rằng là bạn ở Hà Nội, bạn The View phố đi bộ, cái phố vẫy phố đèn đỏ cho anh em xem. Đấy, với sự nhiệt tình của anh em thì hôm nay mình cũng sẽ review nhiệt tình luôn. Thực sự ra thì ở Hà Nội thì những con phố mà kiểu như là phố đèn đỏ, phố vẫy của đây đây là khu vực là biết là công viên Thống Nhất, chuẩn bị ra chỗ đường Lê Duẩn. Thì hôm nay trên con đường này thì mình về cũng hơi khá muộn, trong cái lúc mà tầm này là 9 giờ đêm, 9 giờ tối rồi, bắt đầu vào những thời điểm gọi là hoạt động nhiều nhất. Này giờ view cho các bạn, nhưng mà giờ view về cái mảng này thì cũng phải hơi tế nhị một chút để các bạn thì ven đường đang mặc cả làm giá, nói chung là hỏi các thứ. Đây là chỗ công viên Thống Nhất nhá, chỗ này là cũng trước kia nó nhiều lắm, nhưng mà giờ này đi qua khu vực này có vẻ là cũng 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 không còn nhiều nữa, nhưng có vẻ như kiểu dạng như là có thể là bị cấm ấy, nó hơi hơi đội đội ấy là hơi lút núp ở phía trong, nhưng mà đi bên ngoài hơi khó nhìn. Đây là cổng công viên Thống Nhất, đường đường Lê Duẩn. Và với sự nhiệt tình của anh em gọi là để lại nhiều bình luận hỏi, thì mình cũng hôm nay review cho mọi người nhiệt tình luôn nhé. Đây sẽ đi hai mình sẽ đi đi, đi dọc đường hai điểm mình thấy hàng ngày đi qua khá là nhiều. Đoạn này thì bây giờ thì cũng không nhiều nữa. Đây bên này phải các bạn thấy là một đôi đang đó đấy, cũng ấy, nhưng mà đây thật sự khu vực này là rất nhiều gọi là hơi già rồi, toàn u 5 60 40 trở lên. Đây một lúc hơn 9 giờ rồi các bạn ạ, hơn 9 giờ tối rồi. Đó, thì bên kia là công viên Thống Nhất, nhưng còn dọc theo bên này là đường tàu hỏa. Thì mình sẽ đi một đoạn chỗ này, nếu mà không có thì mình sẽ quay dọc xuống phía đường Giáp Bát. Mày sẽ review ở đoạn đấy mình thường thường ngày đi qua làm qua là cũng hơi bị nhiều. Ở khu vực này thì chỗ Lê Duẩn này thì bây giờ cũng ít rồi, thế mình thấy có vẻ kiểu như là nấp ở phía trong chỗ đường tàu hỏa, không 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 ra ngoài nhiều lắm. Thì ở khu bác nào mà muốn thăm hỏi thì các bác cứ ấy thôi, cứ mạnh dạn này đến đứng là có người mời chào là chuyện bình thường. Mình đang đi xuôi về hướng gọi là Giáp Bát, giờ view cho anh em nhé. May nhờ giờ view nhiệt tình luôn. Ở khu vực này có vẻ là không 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 à, không thì có cái thời điểm này là không nên đứng ở ngoài lắm. Đây đoạn này đoạn cầu vượt đang Tư Vọng đây, nút giao cắt ngang với đường Vành Đai 2. Qua cầu vượt thì thường qua cầu vượt thì đi xuống đoạn phía dưới một chút, đoạn đoạn Giáp Bát ấy, gọi là bến xe Giáp Bát ấy. Đấy là mình thấy đi qua rất nhiều. Thì hôm nay sẽ nhiệt tình giới view cho mọi người. Chung là về cái ngành nghề nhạy cảm này thì đôi khi quay cũng phải một chút là tế nhị, các bạn thông cảm. Cảnh ban đêm thì nó không được rõ ràng lắm.
khu vực Giáp Bát là mình thấy là như kiểu là như tụ điểm mà rất nhiều những bạn trẻ già, có trẻ có mới gặp già the view, già gặp trẻ the view trẻ nhá mọi người nhá, anh em nhá. Đây đoạn này là các bạn thấy là đầu đường Định Công, bắt đầu từ đoạn này trở xuống là sẽ có này. Đi từ từ cho các bạn. Xuống phía kia, kia là bên kia là đường gì cả, đường gì bến xe Giáp Bát đấy. Thấp thoáng bắt đầu đấy có những hình bóng đẹp đẹp rồi. Đó, trước mắt đây là có một hình bóng, có gì già trẻ cứ giờ view hết, hỏi hết, chơi nhiệt tình cho anh em. Đây thì các bạn đi cùng mình đi xuôi về hướng này một chút này. Cái này là rất nhiều luôn. Các đội trẻ thì cũng khá là nhiều. Đó. Anh em cứ bình tĩnh rồi mình sẽ review nhiệt tình cho anh em nhé. Đây là đối diện với khu vực qua bên xe Giáp Bát đi xuống, chỗ gọi là đuôi cá. Đây phía bên ven đường này cũng rất là ngồi, bắt đầu hơi nhiều này, tụ điểm rất là hơi nhiều. Chung phải đã giờ view, phải giờ view hẳn hoi nhiệt tình cho anh em. Rồi tiếp tục tiếp theo các bạn nhá. Này khu vực này rất nhiều bạn trẻ này. Đấy, dáng đẹp nhá. Úi, đi xe toàn xe xịn rồi. Toàn xe ga, có SH đấy kia, có hết. Đấy. Đây chỗ này cũng khá là đông các bạn toàn là u trẻ đấy. Đấy. Chung chung u trẻ xuống trở xuống có. Đấy, ngồi rất nhiều các bạn nhá. Các bạn nào, các bác nào mà có nhu cầu là qua đây là rất nhiều. Để đi dọc xuống dưới này còn rất là nhiều nữa bạn, mọi người ạ. Toàn xe xịn, xe ga, SH. Đội hình dưới này thì rất là trẻ mọi người nhé, anh em nhé. Nhìn cũng rất là bóng mượt. Úi, cả đội gọi là hạm đội luôn. Cả hạm đội cho anh em luôn. Ok chưa? Chỗ này là gần như là giáp với cả đường rẽ vào chỗ Đại Từ rồi. Đúng rồi, chỗ đường đây, đầu đường Đại Từ anh em nhé. Cái này điểm tập trung nhiều nhất. Khác gọi là ngôi sao ở đây nhé. Rất nhiều luôn. Còn đội hình cũng khá là nhìn mượt mà, trẻ trung, trung tuổi, già có. Mình review một đoạn cho anh em biết là như thế. Anh em thấy cảm thấy nào, ok không? Tuy nhiên mình cũng phải hơi tín nhiệm một chút. Có cái chị U60 và U45. Đấy, về dưới này thì khả năng là đoạn này là hết rồi mọi người ạ. Chủ yếu tập trung ở cái đoạn nhiều nhất là đầu phố Đại Từ. Anh em nào mà có nhu cầu thì qua đó nhé. Hôm nay trên đường đi về ngay không anh em bạn bè xem được. Ôi ông này lại đi rình mò tìm cái môn đấy. Chúng anh em gọi là anh em đàn ông thì nói chung là đi qua hay để ý cái chương trình này. Hôm nay thì tại Hà Nội thì giờ view cho anh em một chút cho nó như thế. Đi xuôi về thế này thì về chỗ Linh Đàm rồi là về chỗ gọi là bến xe nước ngầm. Đoạn này thì cũng rất là vắng vẻ nhưng mà lại không có cái chương trình đó. Chỉ có phía trên thôi. Tập trung nó khoảng một đoạn
khoảng một cây số gì đấy là nhiều, giải rác cho đến một tụ điểm rất là đông. Đó. Chào anh em nhé, hẹn anh em ở những video tiếp theo.